Xin chào anh em, hôm nay anh tiếp tục giao lưu với anh em một cây kim quýt đổ quái anh em ha Cây này thì rất là già rồi Đây cây kim quýt thì nó có trái chín màu đỏ nha anh em nha Này nó có hai tán đổ rất là đẹp ha Đây Và cây chân đế của nó cũng là đế đổ luôn anh em nha Nhìn rất là ok ha Rồi cây này là chiều dài của nó từ ngọn cho đến tàn đổ là tầm 30 cm anh em ha. Cốt thân của nó là bự hơn ngón tay cái của cường nha anh em. Ở ngoài nhìn lắc rất là đẹp ha. Chậu thì chậu đất nung trắng men ha, chậu này chậu giả cổ. Cây này cũng vô chậu gì luôn rồi anh em để chơi luôn không cần phải thay anh em nha. Rồi cây này cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 2 triệu 600 k chưa bao gồm phí ship anh em nha. Cường xin nhắc lại là 2 triệu 600 k chưa bao gồm phí ship ha. Rồi anh em nào muốn sở hữu cây kim quýt đổ quái này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường Đó là 0374 Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 Với giá là 2 triệu 600k chưa bao gồm phí ship anh em ha Kim quýt thì cây lớn thì nó cũng nhiều Còn cây mini mà đổ quái này thì khó kiếm anh em nha Rồi Cường xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều